Câu số 5 ạ. Esteric được tạo thành từ ethylene glycol và hai carboxylic acid đơn chức. Thế bây giờ mình cứ giả sử đi. Bây giờ mình cứ coi như mình không biết đi. Thì ethylene glycol là CH2OOCr1 đúng không? Và gì ạ? CH2OOCr2 đúng không? Đấy, hai carboxylic acid đơn chức và ethylene glycol. Để cho chỗ này ghi sai này. Ethy nhưng mà ethy nhá, thiếu chữ H. Trong phân tử ester, số nguyên tử C nhiều hơn số nguyên tử oxygen là 1. Có nghĩa là gì? Số O của chúng ta đang là 4 mà số C nhiều hơn số O là 1. Vậy suy ra số C của chúng ta phải là 5. Số C là 5 vậy ta sẽ có R1 cộng R2 cộng 1, 2, 3, 4. Đấy, thì bằng 5. Suy ra R1 cộng R2 bằng 1. Được chưa? Mà gốc R của chúng ta R1 hay R2 bắt buộc phải lớn hơn bằng 1. Số nghĩa lớn bằng 0. Thế nên suy ra R1 và R2 chỉ có trường hợp là 0 cộng 1. Hay nói cách khác là hoàn toàn anh ester của chúng ta nó chỉ có một khả năng rơi vào, đó là anh ester CH2OOCH3. Thầy viết thuận lại cho bạn dễ nhìn nhé. Nó chính là HCOO CH2 CH3 COO CH2. Được chưa? Thì tác dụng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng là 10 gram, thì bạn lưu ý đây là ester hai chức nên một ester này ăn 2 NaOH. Được chưa? Lượng NaOH phản ứng là 10 gram thì ta sẽ tìm được số mol. Số mol sẽ là 10 chia 40 bằng 0,25 mol. Được chưa? Vậy ngay tức mình sẽ suy ngược lại được số mol ester là 0,25 chia cho 2 bằng 0,125 mol. Ấm chưa? 0,125 mol thì hoàn toàn chúng ta sẽ xác định được khối lượng của ester. Đề bài chúng ta là khối lượng của ester mà. Đấy, thì chúng ta sẽ đi xác định được khối lượng của ester. Khối lượng ester là 0,125 nhân với phân tử khối này. Phân tử khối ester này 1 cộng 44 đúng không ạ? 1 cộng 44 cộng 12 cộng 2 là 14. Cộng 14 cộng 14 tiếp. Cộng 44 tiếp. Cộng 15 tiếp bằng 16,5 gram nhá. 16,5 gram. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. 16,5. Rất dễ dàng, rất đơn giản. 16,5 gram. Xong luôn. Nhá.